Xin chào các con, cô tên là Julia và cô là mẹ của hai bé. Cô có một em con gái tên là Gigi. Gigi năm nay được 3 tuổi rưỡi và cô có một em nữa tên là Chiu Chiu. Chiu Chiu mới có 1 tuổi thôi. Hôm nay cô sẽ đọc một cái sách cho các con nhé. Sách này là sách mà Gigi con gái lớn của cô thích nhất và hầu như đêm nào cũng sẽ muốn đọc với cô. Sách này tên là A Bit Lost. A Bit Lost là tiếng Anh, nghĩa là hơi bị thất lạc. Một đêm có hai mẹ con cú ngồi ngủ ở trên cây. Nhưng mà vì cú con còn rất nhỏ nên cú con không cẩn thận và bị té xuống cây. Cú con rớt từ tít ở trên xuống sàn luôn. Bùm bùm bùm, và cú con bị rất bất ngờ sao lại tự nhiên bị té xuống. Nếu các con mà các con bị té xuống giường, các con sẽ cảm giác sao? Nhưng nếu mà Gigi là Gigi sẽ không thích cái cảm giác đấy đâu, vì té từ trên cao xuống nó đau lắm. Nhưng mà may là cú con gặp một bạn sóc này, một con sóc màu pink, màu hồng. Con sóc thấy cú con rớt từ cây xuống nên con sóc tốt bụng ra hỏi thăm là: bạn có sao không? Bạn có ổn không? Em bị thất lạc rồi. Mẹ em đâu rồi? Em không biết mẹ em đâu rồi. Các bạn có thể tưởng tượng là cú con ở trong lúc đấy thấy rất sợ không? Tự nhiên bị té từ giường xuống tít ở trên cao xong không biết mẹ mình ở đâu luôn. May là con sóc tốt bụng nói là sóc sẽ giúp cú kiếm mẹ nhá. Mẹ của cú nhìn như thế nào nhỉ? Thế là cú con nói là mẹ của em to lắm, to như này luôn. Và sóc nói là thế là sóc biết rồi, đi theo sóc nhá, chạy theo sóc nhá. Đây có phải là mẹ của cú con không? Các bạn nghĩ sao? Đây có phải là đúng là mẹ của cú con không? Không phải, đây không phải là mẹ của cú, cái này là con gấu mà. Đấy không phải là mẹ của em đâu. Mẹ con có tai nhọn lắm, như này nè, như này luôn. Thế là sóc phải nói, sóc hiểu rồi, sóc biết rồi. Cú đi theo sóc nhá, sóc biết mẹ của cú con đâu rồi. Đây là mẹ của cú con đúng không? Con này có tai nhọn nè. Các bạn nghĩ sao? Cái đấy có phải là mẹ của cú con không? Cú con nói không phải, cái đấy không phải là mẹ của cú con đâu. Cái đấy không phải là mẹ của em. Mẹ của em có mắt to đùng, mắt to đùng như này luôn. Sóc lại biết rồi. Nhanh chạy theo sóc. Cú con đi theo sóc nhé. Đây mẹ của cú con đây rồi, mắt to nè. Các bạn nghĩ sao? Cái đấy có phải là mẹ của cú con không? Cú con buồn lắm. Không phải, sóc ơi, cái này không phải là mẹ của cú. Cái này không phải là mẹ của em. Thế là con ếch lên tiếng: em có phải là cú con không? Ếch biết rồi. Mẹ của em đang kiếm em khắp nơi đấy. Nè, các bạn có thấy là mẹ của cú con đang đứng ở đây tìm như này. Đúng rồi, mami ơi, trời ơi, mami của mình đây rồi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Thế là hai mẹ con chạy ra ôm nhau vì nhớ nhau quá và sợ bị thất lạc. Cú mẹ rất cảm giác rất biết ơn sóc với ếch, vì có sóc với ếch tốt bụng giúp cú nên mới hai mẹ con mới gặp lại nhau được. Thế là cú mẹ rủ sóc với ếch lên nhà ăn bánh. Và sóc với ếch thích ăn bánh nên đi theo cú mẹ và cú con lên cây.
Nghĩa là mọi người ngồi trên cây ăn bánh với nhau. Nhưng mà vì cú con ngủ ít quá, cú con lại thấy buồn ngủ lắm. Cú con thấy buồn ngủ lắm, cú con nhắm mắt xong rồi bị ngủ gục xong rồi. Cú con lại xém té xuống cây rồi. Và đây là kết thúc của cái sách hơi bị thất lạc với cú con và sóc với ếch với cú mẹ. Cô hy vọng là cô đọc cái sách cho các con này, các con thấy câu chuyện nó hay. Và cảm ơn các con đã nghe và đọc sách với cô nhé.